Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Trong đợt này, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh báo cáo đề nghị hội đồng thẩm định bỏ phiếu xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho 13 xã Quang Thiện, Yên Lộc, huyện Kim Sơn, Gia Hưng, Gia Sinh, Gia Thanh, huyện Gia Viễn, Ninh An, huyện Hoa Lư, Lạng Phong, Xích Thổ, huyện Nho Quan, Khánh Công, Khánh Mậu, Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, Khánh Thịnh, Khánh Thượng, huyện Yên Mô, ba xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gồm Ninh Hải, Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, xã Văn Phong, huyện Nho Quan. Các xã xét công nhận đợt này đều có điều kiện thuận lợi để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, có phong trào xây dựng nông thôn mới khá nổi bật. Đảng bộ và chính quyền các địa phương đều thể hiện quyết tâm chính trị cao, cách làm sáng tạo, hiệu quả, cùng với sự vào cuộc hưởng ứng tích cực của nhân dân, đến nay đều vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Qua nghiên cứu thảo luận, 100% thành viên hội đồng thẩm định tỉnh thống nhất đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Để xây dựng nông thôn mới là chương trình phát triển bền vững, hội đồng thẩm định đề nghị các xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung chính sách, quy định mới của Trung ương và của tỉnh về chương trình giai đoạn 2021-2025. Các địa phương tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, đặc biệt các tiêu chí liên quan đến phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, không để nợ đọng xây dựng cơ bản.